những vụ án ly kỳ tưởng không hồi kết nhưng không thể qua mắt được Bao Thanh Thiên. Người đâu? Dạ. Cổ đầu đâu? Chờ lính. Dạ. Khai đao. Bao đại nhân, Trần Thế Mỹ giết vợ diệt con, hãm hại cướp dục, dư phụ không còn lối thoát, cho nên tự cáo. Diệt quan lòng sáng như gương, thanh liêm chính trực, luôn tìm ra chân lý để tiêu diệt kẻ ác. Khi quân phạm thượng giết vợ diệt con, cấu kết hôn quan, dù khóc kẻ vô tội, vì tiêu hủy bằng chứng đã xúi dục giết người, Bao vẫn ỷ pháp lộng quyền, xem mạng người như cỏ rác. Sau khi tuyên chỉ, lập tức giải trừ chức vụ khai phong vũ doãn, cho về làm dân thường. Siêu phẩm truyền hình Bao Thanh Thiên sẽ trở lại với khán giả truyền hình Tiền Giang trong khung giờ phim truyện 16:30 hàng ngày, bắt đầu từ ngày 26 tháng 9 năm 2017.